Theo đánh giá tại hội thảo phát triển chăn nuôi bền vững trong bối cảnh hội nhập và đảm bảo an toàn dịch bệnh do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổ chức vào ngày hôm nay, hiện giá lợn hơi của nước ta còn ở mức cao, sức ép cạnh tranh của ngành hàng thịt lợn cũng sẽ tăng cao khi các hiệp định thương mại có hiệu lực. Ngành chăn nuôi nước ta đang đứng trước nhiều thách thức khi các hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA chính thức có hiệu lực, trong khi xuất khẩu Việt Nam còn hạn chế, ảnh hưởng từ dịch bệnh, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao, chi phí sản xuất cao, sức cạnh tranh thấp. Trong thời gian tới thì cái thách thức mà lớn nhất là chúng ta cũng có thể chịu dưới những cái cạnh tranh rất là mạnh từ những cái khi mà chúng ta giảm thuế quan. Tất nhiên là đối với ngành chăn nuôi thì chúng ta có cái lộ trình và trong vòng từ 3 đến 10 năm. Thì thời gian đấy thì là cái thời gian mà chúng ta cũng phải nâng cao chất lượng, giảm giá thành, chúng ta phải tổ chức lại sản xuất. Theo ý kiến của các chuyên gia, để đối mặt thách thức lớn đến từ các hiệp định thương mại, các doanh nghiệp cần cải thiện giống, kỹ thuật chăn nuôi để tăng năng suất, giảm giá thành, tập trung nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên kết để hình thành các tổ hợp tác xã, chủ động nắm bắt thông tin thị trường.